Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. MU sẽ sớm sa thải Solskjaer, Old Trafford giờ toàn những cơn ác mộng. Điều Bách tạo bất ngờ trên sân tập Man United, Rashford đá trận đầu mùa này. Rafael Varane thi đấu ra sao ở Man United? Cựu sao MU Nani tự nhận là thầy của Ronaldo, khoe 6 múi đẹp chẳng kém gì CR7. Chiếc ghế của huấn viên Ole Gunnar Solskjaer trở nên lung lay sau những kết quả không tốt trong thời gian qua. Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục để lại sự thất vọng. Trận đấu gặp Everton ở vòng 7 Premier League, Quỷ Đỏ đã trình diện lối đá thiếu sức sống. Chung cuộc, Man United chỉ giành được trận hòa trước The Toffees trên sân nhà Old Trafford. Những gì Quỷ Đỏ thể hiện không xứng đáng với những kỳ vọng. Chính vì thế, chiến lược gia người Na Uy đang đối mặt với nhiều chỉ trích. Man United chưa có động thái liên hệ với bất cứ ứng cử viên nào thay thế, nhưng Solskjaer bắt đầu cảm thấy được áp lực. Chứng kiến điều này, cựu danh thủ Dietmar Hamann nhận định trên Sky Sport, lý do duy nhất giúp Man United vẫn còn nằm trong cuộc đua danh hiệu và thi đấu ổn ở Champions League chính là Cristiano Ronaldo. Tôi không biết họ sẽ đi về đâu nếu như không có Ronaldo hoặc các bàn thắng của cậu ấy. Tất cả chỉ là sự chấp vá. Ông Trafford, nơi từng được coi là nhà hát của những giấc mơ, giờ đây giống nhà hát của những cơn ác mộng hơn. Màn trình diễn của họ thật thảm hại, thứ bóng đá của họ không ổn. Jadon Sancho hòa nhập khá chậm với kỳ vọng. Áp lực đối với Solskjaer càng lớn. Tôi tin rằng việc sa thải Solskjaer chỉ là vấn đề thời gian. Anh ta ở đó quá lâu mà không mang lại sự tiến triển nào. Một huấn luyện viên sẽ sớm thay thế Solskjaer. Liệu huấn luyện viên mới có thay đổi được tình hình? Còn phải chờ, nhưng hiện tại Solskjaer không có khả năng đó. Rashford đá trận đầu mùa này. Marcus Rashford sẽ được tạo điều kiện thi đấu nhằm tìm lại cảm giác bóng tốt nhất sau khi hồi phục chấn thương. Trong khi một số cầu thủ Man United lên tuyển tập trung, những người còn lại vẫn sẽ tiếp tục ra sân để duy trì thể lực. Trong buổi tập gần nhất, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer quyết định đôn nhiều cầu thủ ở đội U23 để đủ quân số. Đáng chú ý, Victor Lindelof vẫn có mặt tại đại bản doanh của Man United. Lindelof là tân đội trưởng của đội tuyển Thụy Điển. Anh tập trung đội tuyển quốc gia muộn vì lý do cá nhân. Bất chấp tương lai mù mịt, đồng thời không được huấn luyện viên Louis van Gaal gọi lên tuyển, nhưng Donny van de Beek vẫn cười thật tươi trong buổi tập này. Động thái đáp trả tin đồn anh đang không hạnh phúc ở Old Trafford. Trang chủ Man United xác nhận Marcus Rashford đang dần đạt được thể trạng tốt nhất sau khi hồi phục chấn thương. Theo Man United, Rashford sẽ ra sân ở trận đấu đầu tiên cho đội bóng ở mùa giải này vào thứ Tư ngày 6 tháng 10 khi họ có trận giao hữu kín. Nếu không có gì bất ngờ, Rashford sẽ trở lại thi đấu khi đợt nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế kết thúc. Sớm nhất là vào ngày 16 tháng 10 khi Man United đối đầu với Leicester City ở vòng 8 Premier League. Rashford có thể sung trận. Dean Henderson hiện tại không có suất trên đội tuyển Anh do cầu thủ này gặp vấn đề về sức khỏe từ đầu mùa. Đây là điều đáng tiếc khi Dean Henderson cũng mất luôn vị trí số 1 nơi khung gỗ Man United. Sau 7 vòng đấu, Manchester United đang có 14 điểm. Họ giành được 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Rafael Varane thi đấu ra sao ở Man United? Mùa hè vừa qua, Manchester United đã làm rất tốt khi chiêu mộ thành công Rafael Varane từ Real Madrid với giá cả phải chăng. Tuyển thủ Pháp từng vô địch World Cup và có đến 4 chức vô địch Champions League. Anh bổ sung kinh nghiệm và phẩm chất quan trọng cho tuyến sau của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, dù có Varane, hàng thủ của Man United vẫn không hoạt động hiệu quả như ban huấn luyện và người hâm mộ kỳ vọng. Man United đang có chuỗi trận phòng ngự tệ hại nhất trên sân nhà trong 50 năm qua, khi để thủng lưới trong 9 trận gần nhất tại Old Trafford. Những điều quan trọng cần lưu ý, Varane chỉ ra sân 3 trong số này. Varane đã giữ sạch lưới trong trận làm khách trên sân của Wolves. Trong 6 trận đấu tiếp theo của anh, Man United đều thủng lưới. Nhưng điều đó không nhất thiết để phản ánh phong độ của Varane. Đó là những sai lầm của cả hệ thống. Hơn nữa, hàng thủ của Quỷ Đỏ đã bị xáo trộn trong thời gian này với chấn thương của Harry Maguire. Và bây giờ, Varane đang xây dựng mối quan hệ đối tác với đồng đội Victor Delalop. Cùng điểm qua những con số biết nói để thấy được Varane đang chơi tốt kể từ khi chuyển đến Old Trafford
theo hợp đồng trị giá 34 triệu bảng từ Real Madrid. Varane dẫn đầu Man United về số lần đánh chặn ở Premier League mùa này với con số 11, nhiều hơn Aaron Wan-Bissaka và Paul Pogba là 10. Anh đã thực hiện 35 lần giải phá thành công, chỉ đứng sau Harry Maguire là 43. Cầu thủ người Pháp đã thực hiện 6 pha tắc bóng, đứng thứ 2 trong số các hậu vệ và sau Luke Shaw. Varane đã có 11 pha cản phá thành công, chỉ đứng sau Wan-Bissaka là 16. Anh cũng thắng trong 15 pha tranh chấp trên không, chỉ đứng sau Harry Maguire là 18. Không chỉ vậy, Varane trông bình tĩnh khi cầm bóng và anh ấy không có lỗi với bất cứ bàn thua nào của Manchester United để thủng lưới. Cầu thủ người Pháp đã thích nghi mau chóng với cường độ của Premier League. Anh cũng rất hứng thú với những thử thách và cho thấy sự dũng cảm và bản lĩnh của mình khi thoát khỏi vùng an toàn ở Real Madrid. Cần lưu ý rằng nếu không có Varane, kết quả của Manchester United có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều trong giai đoạn đầu của mùa giải thăng hoa này. Ngay bây giờ, Quỷ Đỏ nên hài lòng bởi màn trình diễn của Varane và một khi Harry Maguire trở lại bên cạnh anh ấy, tuyến sau của họ sẽ bắt đầu được cải thiện. Cựu sao Manchester United Nani tự nhận là thầy của Ronaldo, khoe sáu múi đẹp chẳng kém gì CR7. Nani đang chơi ấn tượng tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Cựu sao MU còn cho rằng anh đã dạy cho người đồng hương Cristiano Ronaldo không ít những kỹ năng chơi bóng để giúp siêu sao này thăng hoa. Dù vừa cùng MU hòa đáng tiếc Everton 1-1 tại vòng 7 ngoại hạng Anh hôm mùng 2 tháng 10, nhưng nói chung, Cristiano Ronaldo vẫn đang chơi tốt khi tái xuất trong máu của Quỷ Đỏ sau 12 năm xa cách. Ngoài Ronaldo, một cầu thủ Bồ Đào Nha khác đã từng thành danh ở MU và đang gây chú ý, đó là Nani. Tiền vệ chạy cánh 34 tuổi này đã trải qua 7 mùa giải ở Manchester United từ năm 2007 cho đến năm 2014, nơi anh đã ghi được 40 bàn sau 230 lần ra sân cho câu lạc bộ và cùng nửa đỏ thành Manchester giành 4 chiếc vô địch ngoại hạng Anh và một danh hiệu Champions League. Hồi đầu năm nay, Nani đã nói nửa đùa nửa thật khi cho rằng mình là người đã dạy cho người đồng hương Cristiano Ronaldo nhiều kỹ năng chơi bóng đẳng cấp cao trước khi Ronaldo rời MU sang Real Madrid vào mùa hè 2009 với mức giá kỷ lục là 80 triệu bảng. Nani nói, Cristiano Ronaldo hiện tại đã có tất cả kỹ năng chơi bóng đẳng cấp và một đôi chân di chuyển nhanh nhẹn. Cậu ấy đã học hỏi rất nhiều từ tôi khi còn trẻ, cậu ấy chắc chắn sẽ biết rõ điều đó. Hiện tại, Nani đang chơi bóng tại giải nhà nghề Mỹ MLS trong màu áo của Orlando City. Dù đã 34 tuổi, nhưng cựu sao của Manchester United vẫn đang chơi tốt khi ghi được 30 bàn thắng sau 81 trận ra sân cho đội chủ sân Esperia. Chủ nhật vừa qua, ngày 3 tháng 10, Nani đã chơi 81 phút trong trận thắng 2-1 của Orlando City trên sân nhà khi tiếp đón DC United, đội bóng cũ của Wayne Rooney. So với thể hình có phần gầy gò hồi còn chơi cho Manchester United, hiện tại tiền vệ này đã lột xác với thân hình săn chắc cùng cơ bụng sáu múi đẹp chẳng kém gì người đồng hương Ronaldo. Nhật báo The Sun vừa đăng tải hình ảnh thân hình cường tráng của Nani hiện tại nhờ việc duy trì chế độ ăn tập khoa học rất nghiêm túc khiến các fan cũng cảm thấy khá bất ngờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.